về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Đọc mở rộng theo thể loại. Một ngày của Ixchian. Alexander Romanovich Bilei. Trời sắp sáng, không khí ấm áp và ẩm đượm mùi hương ngọt ngào của các loại hoa quý. Không một chiếc lá nào động đậy. Tịch mịch. Ixchian đi trên con đường nhỏ rải cát trong vườn. Ở thắt lưng đung đưa một con dao găm, chiếc kính, bốn chiếc chân nhái. Chỉ có tiếng cát lạo xạo dưới chân. Con đường nhỏ cũng khó nhận ra vì xung quanh lá cây, cỏ rậm rì. Sương mù từ các hồ nước bốc lên. Thỉnh thoảng Ixchian lại vướng phải một cành cây. Những hạt sương sớm rơi xuống mái tóc và hai má nóng hổi của anh. Con đường nhỏ ngoặt sang phải và dốc xuống. Không khí ngày càng mát và ẩm hơn. Đến chỗ những phiến đá, Ixchian bước chậm lại rồi dừng hẳn. Anh đeo lên mặt chiếc kính đen, có hai mắt to và rất dày, xỏ bốn chân nhái vào tay chân. Anh thở hết không khí trong phổi ra và nhảy xuống hồ nước. Nước mát thấm vào mang và làm anh khoan khoái, dễ chịu. Những khe mang bắt đầu hoạt động nhịp nhàng. Thế là con người đã biến thành cá. Mấy động tác tay thật mạnh đã đưa Ixchian xuống tới đáy hồ nước. Anh bơi một cách thoải mái trong bóng tối dày đặc. Anh đưa tay cầm cái móc sắt trên bức tường đá. Cạnh nó là cái móc thứ hai, thứ ba. Thế là anh đã vào được đường hầm đầy nước. Anh đi dưới đáy hầm. Có một dòng nước lạnh chảy ngược lại. Anh đạp chân và ngoi lên. Là nước ấm ở những hồ nước trong vườn đang theo đường hầm mà xuôi ra biển. Anh chắp tay trên ngực, nằm ngửa ra và cứ thế trôi theo dòng. Ixchian nằm ngửa, giông tố đã dứt. Xa xa về phía đông có tiếng sấm. Mưa rào ập xuống như chút. Ixchian khoan khoái lim dim đôi mắt. Một lúc sau anh mở mắt ra, đứng thẳng người dậy. Nửa người chìm dưới nước và nhìn quanh. Anh đang đứng trên đỉnh một ngọn sóng cao ngất. Quanh anh là biển, trời, gió, mây, mưa và sóng. Tất cả những cái đó quyện với nhau thành một khối quay cuồng, gào thét ầm ầm. Từng đợt sóng trồm lên và dội xuống như thác. Cảnh tượng đó khiến người bình thường sợ hãi, nhưng lại làm Ixchian thích thú. Tất nhiên phải thận trọng, nếu không sẽ bị những con sóng khổng lồ ập xuống người. Nhưng Ixchian có thể luồn theo sóng chẳng kém gì cả. Chỉ cần nắm được đặc tính của từng loại sóng. Ixchian thích nhào lộn trong các lớp sóng gần bờ, nhưng cũng biết rằng trò chơi đó nguy hiểm. Có lần anh bị sóng bất ngờ quật ngã, đập đầu xuống đáy, anh ngất đi. Trong trường hợp đó, người bình thường có thể chết, nhưng Ixchian thì chỉ nằm yên một lúc là tỉnh lại. Mưa đã tạnh và đã chuyển về phía đông theo cơn bão. Gió đổi chiều. Gió ấm từ vùng nhiệt đới phía bắc bắt đầu thổi tới. Từng mảng trời xanh lộ qua những đám mây đen. Nắng rọi xuống mặt sóng. Hai cầu vồng xuất hiện về phía đông nam. Trên bầu trời còn tối. Biển cả đã thay đổi hẳn bộ mặt. Nó không đen sạm nữa mà xanh biếc với những vệt màu lá cây ở chỗ có nắng rọi xuống. Mặt trời. Trong khoảnh khắc, bầu trời và biển cả, bờ biển và những ngọn núi xa đều khác lạ hẳn đi. Sau giông bão, không khí dễ thở và tươi mát biết bao nhiêu. Ixchian
khi thì hít không khí trong lành của biển vào phổi, lúc thì thở mạnh bằng bang. Chỉ mình Ichiran mới biết được, sau cơn giông tố, trời, biển quay cuồng làm một, không khí hòa với nước, nước được no dưỡng khí thì thở hít thật là dễ chịu. Lúc đó, tất cả các loại tôm, cá đều tươi rói. Sau giông bão, những chú cá con từ những đám rong biển, từ những khe đá, những bãi san hô và bọt biển bơi ra. Theo sau là những con cá lớn vừa ẩn náu ở những vũng sâu. Cuối cùng, khi biển đã lặng hẳn, thì mới thấy xuất hiện những con sứa hiền lành, yếu đuối, những chú tôm con trong suốt và nhẹ như bấc, cùng các loài tôm cá khác. Cách Ichiran không xa, đàn cá heo, bạn thân của anh đang đùa giỡn. Chúng nhìn anh bằng cặp mắt vui tươi, láo lỉnh và tò mò. Lưng chúng màu đen bóng, ẩn hiện giữa những lớp sóng. Chúng vùng vẫy, phun phì phì và rượt theo nhau. Ichiran cười, đuổi bắt chúng, bơi và lặn cùng với chúng. Anh có cảm tưởng rằng cả biển trời này và những con cá heo này là được tạo ra cho riêng anh. Ichiran ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mặt trời đang chếch về phía tây. Sắp tối rồi, hôm nay Ichiran không muốn quay về nhà sớm. Anh muốn rong chơi cho tới khi bầu trời xanh kia đen lại và lấp lánh sao. Tuy vậy, chỉ một lúc sau, anh bắt đầu chán cái cảnh nhàn rỗi này. Những con cá nhỏ ở gần anh đang bị chết, Ichiran có thể cứu chúng. Anh nhổm dậy và nhìn về phía bờ xa. Phải bơi ngay lại bãi cát kia. Nơi ấy cần anh giúp đỡ nhiều hơn cả, vì sóng đang xô vào bờ rất dữ. Sau mỗi cơn bão, loại sóng này đổ lên bờ biển hàng đống rong và đủ thứ cá, sứa, cua, đôi khi cả những chú cá heo dại dột nữa. Bọn sứa thì chóng chết nhất. Một vài loại cá cố trườn được tới nước, nhưng phần lớn bị bỏ xác trên bờ. Lũ cua thì hầu như chạy thoát ra biển được cả. Đôi khi chúng tự mò lên bờ để chén những nạn nhân của sóng biển. Ichiran thích đến cứu những nạn nhân nhỏ. Anh lang thang hàng giờ dọc bờ biển để cứu những con vật còn có thể cứu sống được. Anh sung sướng khi nhìn thấy con cá được thả xuống nước, mừng rỡ quẫy đuôi bơi đi được ngay. Anh phấn khởi mỗi lần thấy một chú cá sắp chết đã nằm nghiêng hoặc phơi bụng, cuối cùng sống lại được. Ichiran nhặt được một con cá to, nó quẫy mạnh trong tay anh. Ichiran cười và dỗ nó cố gắng chút nữa, đừng quẫy làm gì. Tất nhiên, nếu bắt được con cá này ngoài biển và gặp lúc đói bụng, anh có thể chém một cách ngon lành. Nhưng đó là một việc ác bất đắc dĩ mới phải làm. Còn ở đây, trên bờ biển này, Ichiran là người che chở, là bạn và ân nhân của các loài vật đó. Ichiran tập thể dục, nước ấm và những động tác tay chân khiến anh sảng khoái, dễ chịu. Trên mặt đất ban đêm chỉ có những ngôi sao nhỏ ở xa tít, thỉnh thoảng có trăng. Còn ở đây thì có ngàn vạn ngôi sao, ngàn vạn mặt trăng và mặt trời sặc sỡ phát ra ánh sáng dịu dàng. Một hồi còi trầm trầm từ cảng vọng tới, tàu Horrock khổng lồ báo hiệu sắp lên đường về. Chết, muộn quá rồi. Trời sắp sáng, Ichiran đã vắng mặt gần 24 tiếng đồng hồ. Chắc anh sẽ bị cha mẹ mắng. Ichiran đã tới đường hầm. Anh thò tay qua song sắt mở cửa ra, rồi theo đường hầm mà bơi trong bóng tối dày đặc. Lúc về, anh phải bơi ở lớp nước lạnh phía dưới chảy từ biển vào những hồ nước trong vườn. Một vật gì đó đập vào vai,
đánh thức Ichian dậy. Anh đã vào đến hồ nước và ngoi lên. Ichian bắt đầu thở bằng phổi. Anh thở không khí ngát hương thơm của các loài hoa quen thuộc. Theo lệnh cha, mấy phút sau, anh đã ngủ say trên giường. Trích 10 cá, Đỗ Ca Sơn dịch, Nhà xuất bản Văn học 2018. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.